mấy chị nha. Arsenal chấm like lên giùm em mọi người. Em chào chị Thủy Trương. Rồi em đang xem like chấm like giùm em nha mấy chị nha. Em sẽ sale cho mấy chị là mấy cái mẫu lẻ lẻ, cái bộ áo đồ lẻ lẻ em sale, còn những cái mà ví dụ như 4D đồ này kia và em dồn hết nhiều mẫu vô em sale đồng giá cho mấy chị là các mẫu 4D với lại áo và bao bông ha, bình thường là 90-95, hôm nay sale đồng giá cho mấy chị 80 nha, hàng lẻ size. Hôm nay cái tóc tóc có vấn đề rồi nữa là sao á, ai xem gì mình yêu cầu lên nha mấy chị, em lên hàng sale trước nha, lên hàng sale lẻ trước. Cơn tóc tóc nó cà giật có lúc thì nó lên view, có lúc thì nó vô có nó tịch luôn mấy chị ơi. Đợi em xíu nha. Đợi em xíu nha mấy chị, vô lại cái kênh tức tức.
bộ nha chị, bông em đang mặc là nguyên bộ nha. Nguyên bộ bông 140 sale 130 nha mấy chị. Trên like nha, sale trên like giùm em nha. Rồi lên lên nè mấy chị nè, lên hàng sale nha. Ủa ơi cái bộ này nha, bộ này em còn một bộ, bộ này 145 em xả cho mấy chị 110 bộ này nè. Ai chốt lên nhanh giùm em nha. Cái bộ này là màu, nó là màu xanh ve chai cho em ha. Mà bộ đính đám một màu quần ống nhỏ, bộ đính đám một màu quần ống nhỏ nha. Cái bộ này size số 5 145 xả cho mấy chị, bộ này 110. Ai chốt xanh ve chai 5 lên xanh ve chai 5 giùm em nha. Rồi 145 xe 110 bộ này. Chốt lên giùm em xanh ve chai size 5. Em chào chị Thi Thi, em chào chị Thiện Nhân nha. Rồi ai chốt bộ này lên giùm em xanh ve chai size số 5. Bộ này quần nhỏ cho mấy chị, size 5 là 65 tới 70 kg vừa nha. Chị nào mà 72 73 kg cao bé 6 đủ lên giùm em vừa. Rồi ai chốt xanh ve chai lên giùm em màu xanh ve chai 101. Bộ này 150 xả cho mấy chị 101 luôn. Màu này là màu cam đất dùm em nha. Bé gạo.